Những năm qua, môi trường nước ta đang chịu nhiều áp lực lớn như việc chôn lấp rác thải không đúng quy định, ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm nguồn nước thải, gây ảnh hưởng tới đời sống và sức khỏe của nhân dân. Làm thế nào để giảm ô nhiễm, tiến tới giảm áp lực tác động đến ô nhiễm môi trường, đảm bảo người dân được sống trong môi trường trong sạch là ý kiến của rất nhiều đại biểu trong phiên thảo luận. Đại biểu Lê Quang Chí, đoàn Tiền Giang lo ngại trước thực trạng hiện nay nhiều phòng thí nghiệm đã nghiên cứu tạo chủng gen, trong đó có nhiều chủng vi sinh vật, virus có hại, do đó cần phải có quy định nghiêm về việc bảo quản, phát tán các chủng nguy hiểm ra ngoài môi trường. Nếu các chủng vi sinh vật này, các chủng virus này bị phát tán vào môi trường, vào cộng đồng, thì hậu quả rất là nghiêm trọng. Do đó, tôi đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định cấm phát tán các chủng vi sinh vật, virus, biến đổi gen vào môi trường. Hiện nay, có nhiều phòng thí nghiệm sử dụng nhiều loại hóa chất độc hại, có nhiều phòng thí nghiệm sử dụng nguồn phóng xạ, cũng như có nhiều phòng thí nghiệm tạo ra các chủng loại vi sinh vật, virus, biến đổi gen. Do đó, việc bảo vệ môi trường đối với các phòng thí nghiệm cần hết sức nghiêm ngặt. Liên quan tới vấn đề ô nhiễm không khí, nhiều đại biểu tán thành với quy định ai gây ra ô nhiễm phải có trách nhiệm xử lý. Tuy nhiên, nhiều ý kiến kiến nghị cần bổ sung các quy định về phối hợp giữa các địa phương trong vấn đề xử lý giảm thiểu ô nhiễm không khí ra môi trường, quy định cụ thể đối tượng thực hiện nhiệm vụ quản lý lĩnh vực này. Các nguồn thải khí thải lớn, các nguồn khí thải từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường không khí và các nguồn ô nhiễm môi trường không khí xuyên biên giới, liên tỉnh thì phải được quan trắc, đánh giá và kiểm soát. Tôi tán thành với quy định này. Tuy nhiên, cần bổ sung quy định làm rõ về cơ chế để tổ chức thực hiện. Cần quy định ai, đối tượng nào chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý, thực hiện việc quan trắc, đánh giá, kiểm soát, xử lý các nguồn ô nhiễm môi trường không khí xuyên biên giới, liên tỉnh theo quy định như đã nêu. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng đề xuất chính phủ phải xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường, tránh trường hợp tái phạm nhiều lần gây bức xúc trong nhân dân. Do nhận thức, ý thức của tổ chức cá nhân và chế tài xử lý của chính quyền cũng hạn chế, cho nên vẫn còn tồn tại rất khó khắc phục. Về quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường là rất quan trọng. Về thể hiện xử lý hành chính trong lĩnh vực môi trường, vì có những lĩnh vực vi phạm về môi trường không thể chỉ 1-2 năm mà phát hiện được, với tính chất đặc thù của các hành vi vi phạm trong lĩnh vực về môi trường. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chung của mỗi cá nhân, mỗi tập thể, mỗi làng xã và của toàn xã hội. Luật sửa đổi lần này làm sao để động viên, để khuyến khích, để tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người chung tay bảo vệ môi trường. Cần đẩy mạnh hơn nữa việc xã hội hóa bảo vệ môi trường. Phải kêu gọi cho được đầu tư theo phương thức PPP tham gia vào hoạt động này. Nhiều đại biểu cũng tán thành việc để nâng cao chất lượng môi trường sống, ngoài việc nâng cao ý thức của doanh nghiệp và cộng đồng, cần kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, cũng như sửa đổi, bổ sung các quy định về đánh giá tác động môi trường, các quy định cần bám sát tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước. Trước đó cũng trong chiều nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và biểu quyết thông qua luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP.